ôi chị có máy liên lạc. Xin máy liên lạc á? À? Nhiều khi liên lạc khác có số điện không này. Không cho được, điện thoại không cho được. Cho đồ ăn thôi. Gọi là cho em khác. Tối qua mình ngủ nhà anh Khôi còn sáng. Trưa nay thì chạy qua nhà Phú đẹp trai. Anh Phú đẹp trai. Anh Phú với cả dì mời về tới ăn cơm cả nhà. Tí nữa thì mình sẽ di chuyển. Dì đây cả nhà. Đằng sau nhà dì có cái gạo đẹp chưa? Lâu lắm là mình không nhìn cả nhà. Thôi mà cả nhà vào ăn cơm với gia đình dì nha. Cả sáng nay dì một cái cả người ạ. Gà rang này, thì gà luộc này, cá, kho, đây là món lòng, món rau. Ok, mời cả nhà nha. Mày có uống rượu bia không? Chào rồi nha. Ok, mời cả nhà ăn cơm nha. Ăn cơm đi. Thành đạt con nhá. Dạ, cảm ơn dì nhiều. Cho bạn ôm dì một cái nữa nhá. Ôm dì này. Bài nhớ bạn bài nhau nữa nhá. Cảm ơn gia đình rất nhiều ạ. Hoàng ca sẽ với con đi luôn. Ừ nhá. Đi mũ của Hoàn hay của Khôi đây. Qua thì mình ở nhà của anh à. Qua anh Khôi với cả Phố đón mình ở đây. Giờ mình tạm biệt mọi người, đi tiếp một cả nhà. Nơi tôi sinh ra, nơi mảnh đất chan chứa bao là tình thương mặn mà êm ả. Nơi cây rau má mọc trên ngọn núi đá với tất hình ảnh khúc ca như anh hùng chẳng xa lạ. Hai tiếng Thanh Hóa nghe sao thật thiết tha. Xin chào Thanh Hóa nha. Chào buổi chiều anh nha, chúc chiều anh lên đường mạnh khỏe nha. Ok, buổi chiều anh đi mạnh khỏe, may mắn, cảm ơn thành công. Ok. Cố lên Nghệ An nha. Nghệ An chào tạm biệt. Nghệ An xin chào tạm biệt các bạn. Tạm biệt Nghệ An. Hoàn di chuyển sang Thanh Hóa với cả nhà. Chỗ này là điểm ngừng nghỉ Tường Vi. To thật đấy. Xăng dầu 3.8 này. Vào. Mọi người ơi, xem con trâu lơ thơ gặm cỏ kia đẹp chưa này. Ủa, còn đi nhanh hơn cả mình mọi người ạ. À? Anh em ơi, nhìn cánh đồng đẹp chưa này. Wow, thì xanh mướt luôn. Mà bên này thì đường trời vẫn nắng chang chang luôn. Bởi vì mà bởi vì ôi chị có máy liên lạc. Xin máy liên lạc á? À? Nhiều khi liên lạc khác có số điện không này. Không cho được, điện thoại không cho được. À, cho đồ ăn thôi. Gọi là cho em khác. Nhưng mà làm sao lại đeo hai cái khuyên tai đẹp này cô? Hả? Bởi vì nghèo. Nghèo á? Nghèo lại đeo khuyên nghèo vàng quá thế. Dạ. Cô bảo cái gì? Nghèo nhất thế giới. Hả? Nghèo nhất cả thế giới. Nghèo nhất cả thế giới à? Vậy là ôi chứ. Nhưng mà có cái cô có cả áo đẹp nhờ. Áo không rách nhờ. Ai dạ? Phong cách đấy. Cô chào mọi người một cái đi. Hello xin chào. À, vẫn biết xin, hello xin chào mọi người à. Thôi chúc cô sức khỏe nha, con đi tiếp đây. Bye bye cô nha. Rồi bye bye nha. Đá còn mình đi đáp nữa. Chào anh. Anh có phải là anh Hoàn không? Ờ, xin chào anh. Đến đây còn được. Xe kia, xe, xe đi. Anh ở kia à? Vừa đi ngang qua thì thấy anh ở đây. Em thật ra là có em lái xe rồi chỗ thì cũng chỉ đây có một ông anh biển số 28 vừa tặng mình 50.000 mọi người. Đây là rất là điều mà con cảm ơn anh nhá. Cô ơi, vừa nãy có một người anh tặng con tiền, con gửi tặng cô cái tiền mua gạo nhá. Đây, con tặng cô 50.000. Lấy 10.000 thôi. Lấy 10.000 thôi á? À, anh tiêu. Con không có tiền lẻ à? Thôi tặng anh, cô. Anh cho coi cái hình này.
Cái này là chứng minh thư của con, không cho để được. Đây, không cũng phải cho chứ, ngoảnh lên đi này. Ngoảnh lại xem à? Ngoảnh xong á. Để chụp lại xem. Nhá. Mà đứa cầm sạc để xem. Dạ. Cầm sạc để xem xong đưa lại. Đây, cầm đi cô. Vậy, để lại xe. Lấy lái xe hả con? À, được rồi, đọc tên. Để du anh. Thôi được rồi nhá, cảm ơn cô nhá. Đi xa đi. Cô cầm tiền về mua gạo, mua nước để ăn nhá. Mua gạo để mua nước con. Cô có con à? Cô con nhé, để một ngày chứ mình bán như thằng con. Có mấy đứa hả cô? Con đông lắm. Nói chung chúng đình sản luôn mà có chứ chưa đẻ là tủ mùi. Đông là mấy đứa? Đừng là đếm không nổi. Hả? Đếm không nổi. Đếm không nổi á? À? Hôm qua đi lên trên trường ở đây. Ừ. Sao đứa con chẳng đi học chẳng nào của mẹ, đứa mẹ. Ừ. Đấy là đứa bổ nhé. Ôm cá được không? Ôm cô cá được không? Ôm được đấy. Ok. Sợ chứ. Rồi, bye bye nhá. Bye bye cô. Chém đi đấy. Con tàu kìa mọi người ơi, chạy hay chưa, đẹp nhở, kiểu đi xuyên làng ấy. Anh em ơi, cho Hoàng hỏi cái này là cái gì vậy, comment cho Hoàng biết với. Mấy anh em Thanh Hóa đầu tiên tới thăm Hoàng cả nhà, yêu quý Hoàng tới tặng cho Hoàng, nhà Hoàng thì xin uống một ngụm thôi. Cảm ơn nhiều nhá. Chào anh em nhá. Cảm ơn rất nhiều. 36 chỗ này đông người cả nhà ơi, một khu trọ có hai bạn này tới thăm mình này cả nhà. Trời ơi, bạn này mua nhiều quá trời luôn. Cảm ơn nhiều nhá. Rồi bây giờ chắc mình xin phép anh em di chuyển đây. Cảm ơn nhiều nhá. Tên là gì vậy? Huy Long. Dạ? Huy Long. Ngày mai anh chở em đúng chỗ này nhá. Ok, cảm ơn rất nhiều. Nhà anh bán hàng à? Thế để em về em live stream bán hàng giúp anh nhá. Ok. Ok. Hello ở nhà. Chào bác ạ. Con là cô ạ. Dạ, con chào bác. Hello, xin chào. Cái gì nhỉ? Rồi. Nhà ơi, bây giờ là đi dọn hết đồ vào mọi người ạ. Dọn được một nửa rồi. Đây là đây còn một đống bên này nữa, dọn nốt. Cháu đây, đây nhà ai có làm hết. Anh đi cái mặt nắng rồi anh chèm thôi chứ có vậy là đó không? Đi rồi nắng rồi đó. Cái máy là máy gì đấy? Máy thái cỏ. Băm cỏ. Wow, con này là con vẹn này, dạ xanh. Xanh. Ok, mời cả nhà ăn cơm nha. Con này được ăn cơm với gia đình nhà cô chú đây. Có mấy cái món, có món này đặc sản này cả nhà. Đây là vẹn. Vẹn xanh. Cá này là cá liệt ạ. Cá liệt. Đúng ạ. Đúng rồi. À, con biết con nhớ con tên cá liệt rồi. Và con tôm. Đúng rồi. Thôi mời cả nhà nha. Đi ra đây ngồi uống nước với mấy anh em mọi người ạ. Mà xin cái này gọi mình đi uống trà sữa cả nhà. Mời cả nhà nha.
Buồn nè. Với mấy bạn xinh gái xong rồi nhỉ. Bây giờ về kiếm người yêu cho anh Long. Lên đây lên phòng của anh Long ngủ cả nhà nhá. Tên tèn tới phòng rồi, rất là rộng. Hai anh em tha hồ ngủ luôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.